Mời các bạn đeo tai nghe nhá, không biết là cái máy của em thu được âm hết không. Cái độ rung trên là rung mái thôi nhá, rung trần đấy thôi nhá. Và nghe vào trên rung trần phải cao bên trên đấy. Rồi em mở cho anh căng ra xem nào. Em bắt hoạt động nào. Cho tâm âm lượng lên tí nữa không? Đánh chắc không? Đánh nó có độ mềm không nhá? Mềm mà chắc em cho một đợt nhạc khác xem. Cái bài nhạc ấy đi. Quay liền luôn thì mình quay liền luôn. Quay hai bài nhạc cho bác luôn. Bài lúc nãy. Đánh hai thể loại nhạc cho các bác nghe. Xem cái giải cắt bị sâu được không? Đấy, có nghe cái bát này. Đánh rất tiếng nó sâu mà nó mềm, đánh không bị đuôi đâu nhá. Máy của mình quay nó cũng được led mấy à? Vì sao? Đấy, bạn nghĩ à? Dùng hết thành cao. Để cửa hàng em mà rung thạch cao ấy nhá, rung thạch cao. Thật sự luôn là một quả súp bát 30 đánh quá uy lực trong tầm tiền các bạn, thật sự luôn. Đây là phiên bản đời nâng cấp của phiên bản SD12. Vâng, Cờ Đô xin mến chào tất cả các bác nhá. Thì hôm nay em có mặt tại cửa hàng Quang Trung tại Hiếu Minh Cờ Đô. Thì hôm nay thì em rất trân trọng được giới thiệu cũng như quảng bá đến các bác một mẫu súp có thể là cho chất âm hay mà tầm tiền mà chính hãng nhập khẩu nhá. Đây là phiên bản mới nhất 2024 phụ của bác anh em chơi. Đây là phiên bản đời nâng cấp của phiên bản PS SD12. Thì hiện tại bên PS, hiện tại bên Hiếu Minh đang bán full mã. Và trong và clip này và clip sau thì em Hiếu Minh sẽ giới thiệu cho các bác hai model súp điện bắt 30 và 40 của PS ở phân khúc đời cao hơn, nhưng giá so với các thị trường thì rất hợp lý cho bác chơi, anh em chơi ở phân khúc là gần 5 triệu trên quả súp này. Thì hiện tại trước mắt các bác đây là model súp là PS SVK 12 Pro bác nhá. Phiên bản này thì nó được cải biên nó về chất âm, thì có nghe ngay phần clip đầu thì mình đã cái test chất âm, cái giải âm nó ra rất là hay, đánh ở một không gian ở ngoài cửa hàng của mình. Cái không gian đây đó là rộng 50m², nó đánh một cái mái trên này trần thạch cao còn rung. Nó biết tưởng tượng là cái độ uy lực của nó như nào rồi. Và cái đặc điểm nữa đây là sản phẩm chính hãng nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện, bởi mình muốn là quay từ đầu video để quay từ lúc rạch hộp và cũng review chi tiết để các bác. Thì đối sản phẩm PS Audio đối phiên bản Bát 30 này hiện tại đang có hai phiên bản màu, thì em sẽ rạch ra rồi em sẽ phân tích cho anh em chơi. Cũng như là đối model SVK 12 Pro này, xin nhắc lại trọng lượng của nó là 25,5 kg nguyên thùng đó nhá, mã QR. Và nhập khẩu xuất xứ là China nhá. Đối thương hiệu BS thì rồi quá quen thuộc các bác rồi, với rất nhiều sản phẩm. Red này có màu red và một màu nữa là màu lợ, màu red là màu, đây là màu màu đỏ này. Và một cái màu nữa màu màu gụ. Màu gụ thì giống con 40 này, đây là màu gụ này. Đây là màu lâu đụ, gụ này và màu đỏ, đây là con bát 40 này. Rất đẹp đúng không ạ? Bát 40 thì nó trầm hơn 6 triệu thôi anh em ạ. Giá cực kỳ các bác chơi trong dịp Tết này. Hùng mở cho anh vậy. Bỏ thần xuống đi, bỏ xuống đi, nhấc thẳng ra. Ôm ra chơi. Nguyên đai kiện các bác cứ chơi cho em con này. Thứ nhất độ bền cao, được bên Hiếu Minh và cũng như bên hãng bảo hành lên đến 2 năm các bác nhá, 2 năm. Bờ như vậy anh ở đầu video thì mình có cái test chất âm để bác cùng nghe. Thì bây giờ em Hiếu Minh sẽ là quay review là cái vấn đề ngoại quan cho bác nhá.
cùng rồi nè. Lưu ý là có hai phiên bản màu nhá. Trước mắt các bác đây là phiên bản màu đỏ này. Đỏ nó đỏ kẻ rất là đẹp luôn. Nói chung là em rất là kết cái dòng cái màu form màu này. Cả hai form màu, có hai form màu cho anh em lựa chọn. Để bên cạnh đây luôn cho anh này. Cạnh đây cạnh 40 để cho mình đỡ phải rửa hai con 30 ra. Đây quả 40 màu 40 thì có đúng một màu này thôi. Còn riêng 30 thì sẽ có hai phiên bản màu nhá. Một là màu màu sậm gụ này, lâu gụ này. Hai là màu màu gọi là màu đỏ cánh giám này. Rất đẹp. Đấy. Đấy, bác tưởng tượng cho 30 nó sẽ có hai phiên bản màu, còn 40 nó chỉ có một phiên bản màu thôi. Thì rồi sản phẩm chính hãng thì nguyên đan kiện nó sẽ có tem phụ này, cộng với là tem mã quét này, tem mã quét trên chốc này, là tem tem của hãng này, cộng với tem phía bên sau đây. Hùng ơi, nhấc lên cho anh ấy vậy, nhấc lên cho anh cái bàn xoay dễ này. Quay ra nó chặt vì hàng hóa vì Tết. Thì thời điểm Tết này thì mình vẫn hỗ trợ nhà lưng đồi đổi cát cho toàn thể các bác anh em chơi. Các bạn nào trước đây chơi mua những con đẩy con súp mà chất lượng kém thì có nhu cầu đổi lên quả súp một hàng chính hãng chất lượng cao thì liên hệ đơn vị Mido với mức giá hỗ trợ rất là tốt luôn nhá. Thì mặt ngoài nó thì có một lớp gọi là cái mặt này nó phải gỗ đã gỗ đặc không nhá. Cái dòng này nó là gỗ là và ở đây nó sẽ là gỗ gì à? Gỗ mùn ép, bên ngoài nó sẽ giả gỗ thôi. Hiểu không, hôm nay là giả gỗ thôi các nhá. Cái vân nó rất là đẹp luôn. Đấy. Bóng nhoáng luôn. Cái mặt ngoài nó phủ một lớp bóng. Lớp bóng nên là cái mặt nó rất là đẹp luôn đúng không nhá. Đấy. Con súp này bắt 30, công suất nó lên đến tận 400W là lợi trở 8 ohm các nhá. Đấy, 400W chính vì công suất nó lớn như vậy thì cái tiếng súp nó ra mới hay như vậy các nhá. Đấy. Và các chế độ như là đảo pha này, bass này, power này, và cái chế độ ở đây là cái vấn đề là súp mà. Cái này phần là âm lượng này. Đấy. Súp vô này. Cái này là cốt server, nghĩa là giải tần, cắt giải tần. Nghĩa là cái giải tần này có nghĩa là trường hợp các bác mà đánh nhạc nó ra nhạc lời ấy thì các bác chỉ cắt nó tầm khoảng đến 10 11 giờ là cùng thôi. Đấy. Nói chung cái dòng này không quá 12 giờ rồi, thường nó dao động từ khoảng 10 12 giờ là cùng thôi. Đấy. Còn đâu đó giờ âm lượng thì bác vẫn nên tùy ý theo âm lượng nhá, theo không gian. Đấy. Tem bảo hành của hãng đây. Được bảo hành 2 năm cũng nhá. Đối giờ dòng này thì nó thoát hơi là thoát hơi phía đằng sau. Cái form đằng sau thoát hơi rất là đẹp luôn các bạn. Rất sắc nét. Với mức giá gần 5 triệu một quả. Nghĩa là sắp xỉ rồi mà chia sẻ luôn là rơi vào 4 triệu 600 ngàn đồng một quả này. Cái mức giá rất hợp lý cho anh em chơi quả súp chính hãng. Bên trong ở đây thì cái phần căng nó là thiết kế này bác nhỉ. Căng nó căng cài nhá. Nhưng giữ cho anh ấy. Nhưng nhà hãng cũng rất là trau chuốt này. Bác để ý cái trau chuốt đây là cái phần cài nó được phần cái bo viền này. Em đậy lại cho anh ban đầu rồi. Là cái phần viền này này. Bình thường trước đây một số hãng ấy, nghe một số hãng nhập khẩu về ấy, là cái phần viền này này nó sẽ hình vuông, nó rất là xấu thô. Thì bản thân bên hãng BS thì họ đã thích, trước khi nhập về họ đã thiết kế nghe được thiết kế là vo nó gọi là nó vát, tạo độ vòm, nó tạo ra cái độ sang trọng cho thì quả súp cao nhá. Đấy. Rất là nhìn rất là mượt luôn. Và lưới căng đằng trước, cái dòng súp mặt cũng nhá. Súp mặt thì độ phủ rất là rộng, cậy ra cho anh vậy. Bên trong thì sử dụng củ bát của nó là sử dụng củ bát. Ở đây phần bát nó sử dụng là bát mặt phẳng và cái gân nhau nhá. Cái gân của nó là gân mút xốp chống mục các nhá. Phải nhấn mạnh các bác này. Mút xốp phủ bóng chống mục, nên là đánh con này thì cực kỳ bền vì gân nó rất là dày các này. Nó dày như kiểu dày hơn một cái xăm xe máy, nó dày gấp đôi xăm. Đấy, có tưởng tượng đến đây, em bấm tay này. Phải dùng lực mạnh như này. Cắn này. Rất là dày luôn. Mà bên ngoài sử dụng một lớp phủ để cho là chống oxy hóa theo thời gian, rồi các bác chơi là bác đánh nói chung là không lo vấn đề mục củ gân. Đấy. Nói chung cái form này thì em nhìn nó và cái chất lượng đánh ra ấy, thì cái form này thì nó giống với con DB Arctic mã hiệu là SVK12B hay SVK312SA. Một số hãng thì nhập đều là nhập khẩu cả, những cái form nó giống nhau. Và cái thứ hai tùy theo hãng thì bên BS thì được cái chính sách là cái giá nó tốt hơn. Đấy, mức giá nó êm hơn so với đơn vị khác khoảng 500-600 ngàn đồng. Rất đẹp đúng không các bác? Thật sự là rất đẹp, vẫn kết mô này. Đánh không gian khoảng độ là 20-25 và tối đa là 30m2 như thế. Vì nó xúc điện mà. Đánh phủ nó đậm ở những không gian mà chúng em tư vấn đó. Anh nên anh em mà phối ghép vào những bộ dàn khoảng 20 hơn 20 thì phối ghép thêm quả xúc điện thì tuyệt vời. Và em rất là dép rất nhiều các bộ dàn mà phối ghép
đánh một quả súp điện của hãng này này. Thì bên Đại Bờ mức giá này thì bác mua bên quả súp hàng gióng thôi, gọi là hàng gọi là trôi nổi thôi, thị trường loanh quanh mức giá khoảng 3 triệu hay gần 3 triệu, bác cố lên một chút nữa thì sản phẩm quả súp nó được bảo hành dài, cái chất nó được âm nó ra đánh nó vỡ tiếng và độ phủ nó rộng hơn, đánh đậm hơn. Nói chung là tiền nào cũng phải đấy thôi, quan trọng là cái mức giá mà Hiếu Minh đang đưa ra mức giá rất hợp lý cho anh em chơi. Phối ghép với những bộ dàn chỉ khoảng ngoài 20 triệu khoảng là, hay gần 20 triệu bác sử cho mình driver là gồm một cặp loa, một súp, một đẩy vàng mic rồi, chính hãng rồi. Rất là đẹp. Anh em có nhu cầu thì liên hệ em nhé. Thì Hiếu Minh vừa rồi review chi tiết và báo giá công khai với mức giá là 4.600.000 đồng các sử dụng cho mình một cặp và súp PS Auto phiên bản nâng cấp của phiên bản SD12. Thì hiện tại bên em vẫn đang bán các mã SD12, ESD12 thì hiện tại đang bán mức giá là 3.500.000 đồng một quả. Thì model này thì cái chất lượng nó cho ra nó hay hơn, và bác nhìn từ cái vỏ cái form vỏ nó ấy, là cái vỏ nó thiết kế là nó dày dặn hơn, nó to hơn, cái khung nó to hơn một chút nữa, cái độ sâu nó sâu hơn một chút vì cái dòng này bát nó đánh lực hơn, và khi bác nhìn vào cái bát này nó đã chất hơn nữa rất nhiều rồi. 4.600.000 đồng quả, Hiếu Minh hỗ trợ bao ship nhé, anh em có nhu cầu thì liên hệ em. Mức giá cực kỳ hợp lý, hoạt động bắt đầu 10 hoạt động ngang ngửa quả súp hơi, ngang ngửa với thông số của quả súp hơi 40, thì công suất hoạt động của nó là 400W ở lỗ trở 8 ohm, dải từ 28 đến 150. Và xin được nói chào các bác nhé.